Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Biết Đâu Được. Thì hôm nay mình là mèo đây, mình sẽ đem đến cho anh em một con cây in. Thì đi đôi với con cây in nó sẽ là một cây giả kiếm. Là dạo này cái cây giả kiếm nó có cái nội tại tàng hình nó nhìn thú vị phết. Tôi không biết bây giờ tôi sóc con xong rồi tôi đi ngang tôi sóc tiếp rồi nó như thế nào. Coi con blue, cảm giác nó châu châu. Mày gặp con cây in dọn gừng nó nhanh bỏ mẹ luôn. Xin lỗi tôi chém nhầm lậu vô sói to hai ba phát gì vậy? Hai sói nhỏ nó xong đúng không? Qua đây đâm cái lùi về. Ôi hút máu không còn cái xưa bơm máu chết luôn màn đòn bắt đầu quýnh con ghét ăn ghét xong chúng ta sẽ qua cướp blue luôn. Còn mít thì chết queo rồi, mít giờ chơi được phép nha. Để hồi tôi còn gánh cho chứ nó lucian xanh lucian mà kiểu lên lai lai sắc lực nó bắn mạnh quá. Chết rồi, tôi quên trừng phạt cái tiêu rồi. Ôi, chơi game no. Nhanh gì bay? Ý là tôi trừng phạt mà nó ăn còn nhanh tôi. Thằng này chắc ăn blue với ghét. Vô cô. Rồi, kéo đánh nữa nha. Ông nhìn chậm quá chậm. Chơi game cũng nhìn chậm nữa. Chết chưa. Ai thông minh. Trời ơi, những cái hạt đậu đỏ được trên người nó có cái con đỡ đình đỡ của tôi thành nhìn thu. Nhìn thu không bánh nhìn ghê. Chết mẹ, tôi quên nhầm á. Thôi tôi chết rồi. Ôi khó quá. Chính ra tôi không nên trừng phạt đâu mà. Cẩn thận baby ơi, cẩn thận đi baby. Rồi laser slow dòng đấy. Rồi ăn được mạng luôn, để chiêu cơ ít thành công. Maxi già. Ô hợp lý, thích tôi đập luôn. Có gì đâu mà. Đấy, gãi cái thôi. Di nè, di trong đây nè. À, di nè. Dính nè. Vô nè. Để chạy được đường trời. Chứ làm gì giờ. Ông chơi tôi hả? Ông muốn lộn với tôi hả? Get over here. Thôi chạy xấu quá xấu. Nice không? Ăn được không? Nói tôi từ từ tôi phải ăn được con này xong tôi mới cắm đầu tôi chạy. Cố lên. Thằng kia chắc nó ôm cái quả hàng khổng bay qua đây quá. Vậy rồi. Sao nó chen luôn. Mày giờ bị mất tờ rinh nữa là con. Chạy trời. Đấy. Giúp. Giúp. Ôi thằng kia nó lách ra khỏi cái dòng đờ núp của tôi rồi, không thì tôi núp hai rồi. Rồi xong rồi. Ôi sự chú ý của ta đã rơi vào ánh mắt của nàng đẹp liều liều đố anh bắt được em này. Cái này quýnh con này ông vợ ra tôi quýnh ông luôn. Chết chứ sao? No! Chết luôn chứ sao? Từ từ. Quả này nó đàng hoàng. Chết luôn chứ sao? Trời. Nhưng với loài mèo thì không có cửa. Chúng tôi sẽ thống trị thế giới loài mèo. Ok, qua ganh boss thôi. Qua ganh boss tí hồi tôi xanh tôi xẹt hết.
tĩnh các bạn ơi. Ui nó đánh lộn ở dưới luôn rồi. Cứ kêu bình tĩnh mà sao mà cứ. Đấy, nà sơ chưa? Rồi mày sao? Ủa tao giết mày trước luôn. Lục. Trời ơi không có con mắt, chán. Không gì này ông chơi ông móc lớp cái thứ ghê. Chết chứ sao? Điều điêu luôn chứ sao? Chết queo luôn. Lách cái là nó đi chạy, nó đi căng. Xin là thiên sĩ. Tôi quýnh đi các bạn ơi, come on. Nice. Thôi hồi máu không rồi, mấy ông này cứ chơi cái hồi máu ấy nhờ. Cho tôi giết đi có chết ai đâu. Đấy, đơn giản chưa? Chạy 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 chạy. Hay quá bê ơi. Đấy, tất gia ông phải bút cho tôi cái khiên. Tôi chọn nhớ cảm tình với ông liền. Ngon 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 ngon. Một thằng ra đi. Thằng thứ hai lên bảng. Trời ơi vậy mà đam không chết vậy trời. Úi vậy mà tao ăn được kìa. Thảo ghê chứ. Ơi ve yeah, cứu được tôi rồi. Còn mấy thằng á à, còn có thằng với si à. Từ từ anh em. Nice. Có vẻ như chúng ta đang chuẩn bị có một trận thắng. Vui quá. Khó quá mấy ông, pha này cũng không có lùi được chết. Hay gì vậy? Trời ơi, quýnh nó ra biết, quýnh nó. Từ từ, lùi lùi lùi. Hay luôn, về về. Được không, ông ở lại được, tôi ở lại được á, tôi ở lại được á, có súng nè. Súng hai tay nè, vô, thóc được rồi thóc luôn á. Ôi cái thu thập của tôi bá chép vào chép chép nào cũng bá rồi về rồi. Tin nhắn tôi anh em à, tôi hôm nay tôi làm buổi sáng á, nên đâm ra nó hơi ồn á anh em, có gì thông cảm nha. Quả này mà tôi không giết được mới lạ. Ai sơ ui ui đau 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 đau. Mà công nhận cái giả kiếm nó lợi vô cây ấy chứ phải không, tàn hình ngon phết, khá ngon luôn. Ôi, win thôi. Sức mạnh công kích 4.2, trời ơi ra vét nè 4.2 nè anh em, nhìn mạnh phết, uy lực. Thôi thôi không có bỏ máu cơ đó, bỏ máu nó ra nó hút mình đó. Bỏ quê 2000 đam cơ. Đùa với ai không? Có không? Trời mạnh bó vậy. Ok thì hôm nay game chúng ta tới đây thôi. Tôi thấy cây mạnh hết đó chứ. Thì anh em có kiểu gì hay cứ comment bên dưới mình sẽ làm. Nếu như cái logic tính logic nó cao. Vậy nha. Chúc anh em một ngày tốt lành. See you again. Thank you.
Oh no! Easy! Let's do this!